đời sông núi, anh em ta đắp đời sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng và cái chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Hải Sương xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ 6, 31, ngày cuối cùng của tháng 3 năm 2017 và là buổi phát thanh lần thứ 2148 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây. Blogger Phạm Thanh Nghiên được chọn vào danh sách chung kết giải thưởng nhân quyền 2017 của tổ chức Frontline Defenders. Hà Nội phản đối Hoa Kỳ vinh danh blogger mẹ nấm. Ngư dân Hà Tĩnh tiếp tục biểu tình đòi bồi thường. Cá chết lại nổi trắng hồ Bầu Tràng ở thành phố Đà Nẵng. Báo động đỏ về thực phẩm dơ bẩn và độc hại tại Việt Nam. Trung Cộng phủ nhận việc xây dựng các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông. Một nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông bị tuyên án tù. Mã Lai trao trả thi hài ông Kim Jong Nam cho Bắc Hàn. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Nguyên Khải gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Trở đất trong chuyên mục câu chuyện thời sự, Thái Hòa có buổi tiếp xúc với bác sĩ Đỗ Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, để tìm hiểu phản ứng của tập thể người Việt tại Mỹ trước chuyến viếng thăm của Chủ tịch Nhà nước Trung Cộng Tập Cận Bình vào thượng tuần tháng 4 tới đây. Dưới chương trình qua chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc, Bá Cơ, Minh Nguyệt và Hải Sơn tuần này sẽ nói về vụ án Trần Minh Lợi chống tham nhũng, diệt giặc nội xâm. Và cuối cùng, thưa quý vị, chương trình sẽ được khép lại với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của công ty Invocare tại Sydney, Úc Châu. Đồng thời, để vinh danh bà Nguyễn Thị Trí, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Nguyên Khải trình bày sau đây. Hôm 30 tháng 3 vừa qua, tổ chức Frontline Defenders có trụ sở tại Dublin, thủ đô của Ái Nhĩ Lan, đã chính thức công bố danh sách chung kết gồm 5 ứng viên cho giải thưởng những người bảo vệ nhân quyền bị đàn áp năm 2017. Cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên, đồng sáng lập viên của mạng lưới blogger Việt Nam, được vinh dự vào vòng chung kết cùng với 4 nhà bảo vệ nhân quyền từ 4 quốc gia khác là Crimea, Nam Phi, Kuwait và Nicaragua. Đây là giải thưởng thường niên của tổ chức này nhằm công nhận các nhà hoạt động đã bất chấp hiểm nguy tù đày, thậm chí thường xuyên bị đe dọa đến tính mạng, đã có những đóng góp đặc biệt để bảo vệ và quảng bá nhân quyền tại quốc gia của họ. Phạm Thanh Nghiên đã trải qua 4 năm tù giam vì có những hoạt động ôn hòa, cổ vũ cho dân chủ và bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ. Cô là người đã phanh phui sự kiện Hải quân Trung Cộng bắn giết ngư dân cũng như sự ém nhẹm thông tin của nhà cầm quyền. Cô cũng là người đi tiên phong trong việc bảo vệ ngư dân. Cô cùng mạng lưới blogger Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động đáng ghi nhận cho công cuộc dân chủ hóa đất nước. Đặc biệt trong khoảng một năm gần đây, nổi bật là cuộc chiến bảo vệ môi trường chống Formosa. Như vậy, sau khi mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh là người phụ nữ quốc tế can đảm, và nay, mạng lưới blogger Việt Nam lại nhận được một tin vui của Phạm Thanh Nghiên. Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ làm lễ vinh danh các phụ nữ dũng cảm trên thế giới, trong số đó có blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Bảo quyền Việt Nam đã giận dữ phản đối và cho rằng Hoa Kỳ đã thiếu khách quan khi trao giải phụ nữ can đảm 2017 cho một người mà họ cáo buộc là vi phạm pháp luật Việt Nam. Phát biểu trong cuộc họp báo vào hôm qua, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng việc vinh danh mẹ nấm là không phù hợp và không có lợi cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt-Mỹ. Cần nhắc lại là blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong số 13 phụ nữ trên thế giới được Bộ Ngoại giao Mỹ trao tặng giải thưởng Phụ nữ Dũng cảm vào hôm qua. Buổi vinh danh có sự hiện diện của đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump nhưng không có mặt mẹ nấm vì đang bị giam cầm tại trại giam Công an tỉnh Khánh Hòa kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay. Theo cáo buộc của Công an Khánh Hòa thì mẹ nấm đã soạn thảo, đăng tải và chia sẻ nhiều bài viết có nội dung chống đường lối và chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam,
cũng như bôi nhọ cá nhân. Thế nhưng, theo khẳng định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì blogger mẹ nấm là người đã dũng cảm đấu tranh cho nhân quyền, bênh vực dân oan, chống tham nhũng và bảo vệ môi trường. Suốt 3 ngày qua, bất chấp sự đe dọa và hành hung của bảo quyền địa phương, người dân xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục biểu tình trước trụ sở xã Thạch Bằng để phản đối tình trạng thiếu minh bạch và không công bằng trong việc bồi thường thiệt hại về thảm họa Formosa. Một người biểu tình cho biết, vào ngày 7 tháng 9 năm ngoái, tức 5 tháng sau khi xảy ra thảm họa Formosa, nhà cầm quyền địa phương phát đơn để người dân kê khai thiệt hại. Có khoảng 250 gia đình đã nạp đơn xin bồi thường, nhưng sau khi xét duyệt thì chỉ có 1/3 số đơn là được chấp thuận. Vào hôm thứ Ba, một quan chức xã Thạch Bằng được cử ra để gặp đoàn biểu tình, nhưng 2 ngày qua thì chỉ có công an và dân phòng bao vây. Họ cấm quay phim, chụp hình, thậm chí tịch thu điện thoại của dân. Trong khi đó, trên tờ Quân đội Nhân dân lại đăng tải bài chụp mũ, nói là các linh mục công giáo đã bị lực lượng phản động giật dây, xúi dục giáo dân biểu tình. Hiện tượng cá chết lại diễn ra ở hồ Bầu Tràng, quận Thanh Khê, Đà Nẵng suốt 2 ngày qua, đa số là cá rô phi với nước hồ đen đặc và bốc mùi hôi thối. Vào cuối năm ngoái, tại hồ này cũng diễn ra tình trạng tương tự và bị giới hữu trách đổ tội cho tình trạng xả thải bừa bãi của người dân sống ở quanh hồ này. Trong khi đó, thì Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên, Huế tuyên bố là dải nước vàng sậm xuất hiện ở vịnh Lăng Cô là do một loại tảo rong nở hoa, khác với loại tảo gây ra hiện tượng thủy triều đỏ. Nhưng tại sao loại tảo này dẫn đến hiện tượng cá biển chết và tấp vào bờ thì không được sở này giải thích. Cần nhắc lại là kể từ ngày 23 tháng 3 vừa qua, tại vùng biển Chân Mây và biển Cảnh Dương thuộc xã Lộc Vĩnh, xuất hiện một dải nước vàng rộng lớn với cá chết tấp vào bờ, khiến cư dân hoang mang vì chưa từng thấy hiện tượng này. Theo loan báo của Sở Tài nguyên, thì đây là loại tảo giáp đang nở hoa, có mùi tanh hôi và làm giảm lượng dưỡng khí trong nước, khiến cá phải trồi lên trên mặt nước để hít thở không khí. Tình trạng độc hại và mất vệ sinh trong các loại thực phẩm tại nhiều nơi ở Việt Nam đã lên đến mức báo động đỏ. Theo báo cáo mà Quốc hội Việt Nam ghi nhận từ các đoàn giám sát được phái đi thanh tra, báo cáo cho biết, số vụ vi phạm tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm được phát giác trong 5 năm qua có hơn 670.000 vụ, chiếm 21% số cơ sở bị kiểm tra. Thế nhưng báo cáo nhấn mạnh là mặc dù tỷ lệ này rất cao, nhưng vẫn chưa phản ảnh đầy đủ về tình trạng độc hại và mất vệ sinh trên thực tế. Trong khi Bộ Y tế Việt Nam báo cáo là đến nay bộ này có được 100.000 cơ sở cam kết sẽ tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, tuy nhiên trên toàn quốc có đến 9 triệu gia đình sản xuất nhỏ, do đó không thể kiểm soát được toàn bộ. Bất chấp các bằng chứng và hình ảnh mà thế giới trưng ra trong mấy năm qua, Bộ Quốc phòng Trung Cộng vào hôm qua tuyên bố là không hề có hòn đảo nào gọi là nhân tạo ở Biển Đông, và bất cứ công trình nào mà Trung Cộng đang xây dựng ở vùng biển này đều có mục đích dân sự chứ không phải là quân sự. Thế nhưng khi bị báo chí chất vấn, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng của Trung Cộng thú nhận là trong số các công trình có một số là cơ sở quân sự, nhưng từ chối cho biết là các cơ sở đó là thứ gì. Cũng vào hôm qua, thì một nhật báo Hồng Kông loan tin là Trung Cộng đang giao cho một công ty ở Thượng Hải đóng các tàu đổ bộ loại lớn, có thể chở theo trực thăng và binh sĩ đổ bộ. Loại tàu này có kích thước lớn hơn các tàu đổ bộ mà Hải quân Trung Cộng đặt hàng vào mấy năm trước, có sức trọng tải đến 40.000 tấn, chiều dài 250 thước, có thể mang theo ít nhất là 30 trực thăng vũ trang. Một khuôn mặt nổi tiếng đấu tranh cho dân chủ ở Hồng Kông và hôm qua đã bị tuyên án 3 tháng tù giam với cáo buộc gây rối trật tự công cộng khi tham gia vào cuộc biểu tình cách mạng dù vàng vào 3 năm trước. Người lãnh án tù là Alvin Chen, 28 tuổi, một trong những thủ lãnh của cuộc biểu tình lên đến hàng trăm ngàn người vào năm 2014. Hiện 9 đồng đội của Alvin cũng sắp bị kết án tù với cáo buộc tương tự. Bản án tù này được tuyên phán chỉ vài ngày sau khi bà Carrie Lam, một phụ nữ thuộc phe Trung Cộng, đã đắc cử ghế tổng đốc Hồng Kông và đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình vào tháng 7 để kỷ niệm 20 năm Anh Quốc trao trả lại nhượng địa Hồng Kông. Sau nhiều tuần lễ trả đũa lẫn nhau, gây căng thẳng trong mối quan hệ, chính phủ Mã Lai đã quyết định trao trả thi hài của ông Kim Jong Nam, người bị hạ độc chết ở phi trường Kuala Lumpur vào hôm 13 tháng 2 cho phía Bắc Hàn chôn cất. Trong cuộc đàm phán mới nhất, Mã Lai đồng ý trao cho Bắc Hàn thi hài của ông John Nam, người anh em cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn,
Đổi lại thì 9 công dân Mã Lai đang ở Bắc Hàn cũng bị hủy bỏ lệnh cấm xuất cảnh về lại Mã Lai. Liên tục chương trình mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Thái Hòa và bác sĩ Đỗ Văn Hội liên quan đến chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Nhà nước Trung Cộng Tập Cận Bình vào hai ngày 6 và 7 tháng 4 này. Vâng, xin nhận lời cho anh Thái Hòa. Kính chào bác sĩ Đỗ Văn Hội. Rất vui được bác sĩ trở lại với quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi hôm nay. Tôi là bác sĩ Đỗ Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, cũng là trưởng ban điều hành Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại. Trước hết xin kính chào phóng viên Thái Hòa và tất cả các thính giả. Thưa bác sĩ Đỗ Văn Hội, chúng tôi được tin ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Cộng sẽ đến Hoa Kỳ để tham dự cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump trong hai ngày mùng 6 và 7 tháng 4 năm 2017 tại tiểu bang Florida. Xin bác sĩ cho biết cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ có dự định gì hay là có kế hoạch gì trước việc ông Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ không ạ? Thưa anh, sự có mặt của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình ở tại Hoa Kỳ mang nhiều vấn đề hết sức là quan trọng. Cái điều quan trọng thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng là hai nước số 1 và số 2 thì nó cũng có những sự liên hệ quan trọng. Thứ hai là đặc biệt đối với lại người dân Việt Nam trong ngoài nước thì Tập Cận Bình là đại diện cho một nước đã từng là kẻ thù của dân tộc của chúng ta với 1.000 năm đô hộ. Và hiện nay chúng ta cũng đã biết là Trung Cộng đã gặm nhấm ở đất nước của chúng ta từ từ thế cái tầm ảnh ăn dâu như thế. Chúng ta không thể bỏ qua được sự kiện Tập Cận Bình ở đây. Do đó, cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ đã phối hợp cùng các cộng đồng địa phương là cộng đồng Việt Nam tiểu bang Florida, cộng đồng Nam Florida, các cộng đồng ở khắp Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Chúng ta phải làm một cái gì để phản kháng sự có mặt của Chủ tịch Trung Cộng là Tập Cận Bình. Đồng thời, chúng ta nói với chính quyền của Tổng thống Donald Trump là phải hết sức thận trọng bởi vì cái tham vọng bành trướng của Cộng sản Tàu hết sức là nguy hiểm, chẳng những cho vùng Á Châu Thái Bình Dương mà cho toàn thế giới. Do đó, chúng tôi cũng dự tính thứ nhất là biểu tình tại nơi họp thượng đỉnh, tức là cái thành phố West Palm Beach. Và thứ hai là chúng ta cũng đưa ra một cái bản tuyên cáo lên án nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh đối với cái nền an ninh ở Biển Đông cũng như đặc biệt đối với đất nước của chúng ta. Và đặc biệt là chúng ta sẽ đăng một cái thư ngỏ open letter bằng tiếng Anh để gửi cho Tổng thống Trump, Quốc hội Hoa Kỳ, nhân dân Hoa Kỳ cũng như các nguyên thủy của các quốc gia trên thế giới về sự đe dọa và cái sự bành trướng của chế độ Bắc Kinh rất nguy hiểm. Và chúng ta sẽ đăng ở trên tờ báo Washington Times, một trang rất lớn trong một ngày, trước đó vài ngày, để báo động cho chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Đó là những cái công việc mà chúng ta dự tính làm. Thưa bác sĩ đánh giá thế nào về cái kết quả của cái việc vận động này đối với chính phủ Hoa Kỳ? Bác sĩ có nhiều hy vọng là chính phủ Hoa Kỳ sẽ có một cái thái độ nào phù hợp với những cái yêu cầu của chúng ta đối với ông Tập Cận Bình hay không, thưa bác sĩ? Thưa anh, chúng ta đã biết là Tổng thống Donald Trump trước khi ông ra ứng cử thì ông đã nói rất nhiều đến Trung Cộng. Ông nói lên những cái âm mưu bành trướng của Trung Cộng, nhất là về vấn đề thương mại, mậu dịch và rất nhiều vấn đề khác. Đặc biệt hiện nay, ông Trump cũng đã mời một tiến sĩ đặc biệt lo về mậu dịch thì ông là đã viết một cuốn sách là Chết bởi Trung Cộng. Tức là ông Trump và chính phủ của ông Trump cũng đã có những cảnh giác về cái vấn đề mà đối với Trung Cộng. Thì nhân dịp này chúng ta cũng cần phải báo động, mà trước đây cái Tổng thống Obama chúng tôi cũng đã làm bao nhiêu lần, nhưng mà ông ấy chỉ có làm rất sức là sơ sài. Và hiện giờ đây chúng ta cũng cần làm thế nào để vận động chính phủ Hoa Kỳ cũng như Quốc hội và Tổng thống Trump thấy rằng là sự quan tâm của tất cả mọi sắc dân, nhất là cái sắc dân trực tiếp bị ảnh hưởng đó là Việt Nam. Chúng ta cũng nói lên để làm thế nào để cho chính sách của Tổng thống Trump mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn mà ngăn chặn cái sự bành trướng của Cộng sản Tàu, chẳng những ở Biển Đông mà còn khắp nơi ở trên thế giới nữa, thưa anh. Thưa bác sĩ, kế hoạch vận động chính phủ Hoa Kỳ này chủ yếu gồm những cái công tác gì? Trước cuộc họp thượng đỉnh giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ thì chúng tôi cũng là cái cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, là người gốc Việt Nam nhưng mà cũng là người công dân của Hoa Kỳ. Chúng ta cũng nói lên cái tiếng nói và cái thư ngỏ có nói lên được rất nhiều cái vấn đề, nhất là vấn đề của vi phạm trầm trọng nhân quyền của nhà cầm quyền Trung Cộng đối với lại nhân dân họ, mà lại còn khủng bố Hồng Kông, Tây Tạng, Nội Mông, Duy Ngô Nhĩ v.v. Và về an ninh lãnh thổ cũng vậy, chúng ta cũng đã biết là nó dung chướng chế độ Bắc Hàn để sở hữu vũ khí hạt nhân để đe dọa an ninh trong vùng kể cả Hoa Kỳ, và lại lấn chiếm những cái phần lãnh thổ của Việt Nam với sự tiếp tay của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là cái đường lưỡi bò
mà Trung Cộng đã bác bỏ phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế La Hague ngày 12 tháng 7 2016 vừa qua. Nghĩa là và chúng tôi cũng nêu ra cái vấn đề kinh tế và môi trường, tức là đánh cắp các tài liệu dữ kiện bí mật của cá nhân, an ninh quốc phòng v.v., khoa học thương mại, và cũng không tuân thủ cái luật lệ quốc tế WTO thương mại mậu dịch, còn gây ô nhiễm môi trường trầm trọng ở tại nội địa cũng như trên biển, và sản xuất những cái hàng hóa thực phẩm độc hại, hàng giả, hàng bắt chước vân vân. Và chúng tôi cũng đã nêu ra là trong thời gian qua cái chính sách của Hoa Kỳ không đủ mạnh để ngăn chặn những nguy cơ trên, để bảo vệ đồng minh, khiến cho Trung Cộng đã lộng hành độc chiếm Biển Đông, thực hiện ý đồ bành trướng trên thế giới. Vì thế, chúng tôi đã yêu cầu Tổng thống Donald Trump và các nguyên thủ các quốc gia cần có một chính sách và thái độ cương quyết hơn để bảo vệ nhân quyền cho dân tộc Trung Hoa và bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ của các quốc gia trong vùng, cũng như quyền lợi nền an ninh của Hoa Kỳ. Và đặc biệt, chúng tôi cũng yêu cầu quốc tế can thiệp để nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế La Hague ngày 12 tháng 7 2016. Và từ đó là trả lại cái chủ quyền tại Biển Đông cho các quốc gia Đông Nam Á, mà trong đó có Việt Nam. Như vậy là chúng ta sẽ đưa ra nhiều vấn đề và tôi cố gắng đưa lên dư luận quốc tế. Chẳng những thế, chúng ta cũng vận động cho quốc hội nữa, bởi vì thì chúng ta có cái sự liên hệ với quốc hội của Hoa Kỳ cũng rất là gắn bó. Thì chúng ta cũng đưa vấn đề này ra và chúng ta cũng ủng hộ, nhất là ông McCain cũng ủng hộ chúng ta. Và ở đây có ông Marco Rubio, thượng nghị sĩ của tiểu bang Florida, cũng đã đưa vấn đề Trung Cộng ra. Thì chúng ta làm tất cả mọi thứ để chính phủ Trump có một chính sách buộc Trung Cộng phải tuân theo những luật lệ quốc tế về biển, để làm thế nào mà khi Cộng sản Tàu mà suy yếu rồi đó, thì chắc chắn là Cộng sản Việt Nam không có chỗ đất đứng nữa và cũng sẽ tiêu đi thôi. Đấy là những cái điều mà chúng tôi nói tóm lược để quý vị biết. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ đã đến với quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi. Kính chúc bác sĩ luôn an mạnh. Xin kính chào bác sĩ. Vâng, xin kính chào anh Thái Hòa và toàn thể quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Quý vị có thể nghe đài qua số điện thoại 1-712-832-7123. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí điều hành đài là 15.000 Mỹ Kim cho một tháng do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612-882 San Jose, Cali 95161 hoặc qua PayPal trong website radio.daploisongnuoi.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Bàn ngang tán dọc. Chào hai anh chị, thiệt là kỳ cục mà, nghe đến là nôn ruột còn muốn ói à. Nè, anh Hải Sơn, có chuyện gì mà càm ràm vậy, bị vờ la sao? Anh nghĩ coi, có cái xứ nào mà kỳ cục như xứ mình chứ. Người dân làm ra cái chuồng gà cũng phải đi lên đi xuống xin phép người ta, chậm trễ là vào tù. Còn có đứa đốn cả khu rừng nguyên sinh ở Sơn Trà, Đà Nẵng, đặt mấy chục cái chân móng để xây biệt thự thì cơ quan chức năng không biết. Đến khi người dân lên tiếng thì xử phạt lý lệ 1 triệu đồng mỗi căn mà thôi. Anh nghĩ coi công bằng xã hội ở chỗ nào chứ không tức sao được. Úi giời ơi, như vậy mới gọi là chuyện chỉ có ở Việt Nam. Ở xứ ta đó có nhiều cái chuyện đồng trời lắm, chẳng có giống ai cả. Thà không biết thì thôi, càng biết thì thêm buồn bực đấy anh ạ. Hai anh có chuyện gì xem ra mà tâm đắc dữ vậy? Chắc lại chuyện cấm đàn bà phải không? Không, nếu chuyện ấy thì đâu có mời Minh Nguyệt tới đây làm gì. Chúng tôi đang nói cái chuyện mà cái thành phố Đà Nẵng quê quán của Minh Nguyệt ấy kìa. Đủ thứ chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Bọn tao nó đến đây sinh sống này, kinh doanh cả dãy phố mà chẳng có xin phép xin tắc gì cả. Ồ, cái chuyện đó thì em biết. Chuyện đó xưa rồi các anh ơi. Hai anh có biết không, ở nước ta bây giờ đó, mọi thứ đều đảo ngược hết. Em đố hai anh tội gì là tội lớn nhất ở nước ta nè. Thì tội giết người chứ còn tội gì nữa Minh Nguyệt? Không đúng đâu. Giết người là tội lớn nhất rồi thì còn gì nữa, thật là phi lý. Dạ vâng, đúng rồi. Ở thế giới văn minh đó, thì tội giết người là cái tội nặng nhất. Còn ở xứ ta đó hai anh có biết không, tội yêu nước mới là cái tội nặng nhất. Các anh xem bao nhiêu vụ công an đánh chết người, họ có bị tù tội gì đâu. Có chăng chỉ là bị một cái bản án tượng trưng chiếu lệ mà thôi. Còn những người yêu nước chống tàu xâm lược á, thì ngồi tù múc mùa luôn.
Các anh thấy hôm trước các bạn trẻ chỉ đi đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ bị Trung Cộng giết ở đảo Gạt Ma thôi đó, mà bị công an đánh te tua ngay trước đồn công an Hà Nội đó. Đỗ Thanh Vân nè và Dũng Phi Hổ máu me bê bết, thương tích đầy người. Họ bị tội gì? Chỉ vì tội kính trọng những người yêu nước thôi. Rồi các anh thấy đó, bao nhiêu nhà yêu nước đang ngồi tù đó. Em nói có đúng không? Nhờ Minh Nguyệt nói ra tôi mới nhớ chứ. Thật là ngược đời. Chuyện khó tin nhưng mà có thật ở nước ta đó. Xã hội đảo điên hết rồi đấy. Vậy mà các quan chức nhà ta cứ vênh váo, khoe khoang thành tích hảo. Thật không biết xấu hổ là gì hết trơn. Viên chức nhà nước ta làm gì biết xấu hổ anh Bác Cơ? Nếu họ biết xấu hổ đó thì dân mình đã đau khổ như bây giờ. À anh Hải Sơn này, anh thường vào Facebook đó. Anh có nghe nói đến chuyện ông Trần Minh Lợi chủ trang Facebook chống tham nhũng, gọi là diệt giặc nội xâm, vừa bị kết án 4 năm và 6 tháng tù giam vì tội chống tham nhũng đó. Anh có nghe không anh Hải Sơn? À, lại một bất ngờ nữa nha. Có thật không chị Minh Nguyệt? Chị có nghe lầm không đấy? Chống tham nhũng là chủ trương lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà. Học theo cái sách đả hộ diệt ruồi của anh lớn Tập Cận Bình bên Tàu đem về áp dụng mà. Ở xứ ta thành thứ là đả mũi đập ruồi. Sao mà chống tham nhũng mà lại bị bỏ tù được chứ? À, anh Bác Cơ nói đúng đó Minh Nguyệt. Chống tham nhũng là chính sách lớn của ông Tổng Bí nhà ta. Nhưng chuyện đá mũi đập ruồi chỉ là chuyện tào lao. Chống tham nhũng mà lại sợ ta lại đánh ta, hay là đập chuột lại sợ bể bình, thì chống cái nỗi gì chứ? Chỉ là chuyện lấy vẫy thưa mà che mắt thánh thôi. Cũng cảm ơn Minh Nguyệt đã nhắc đến cái vụ án của ông Trần Minh Lợi đang được nhiều người bàn tán dùm beng. Hãy xem có theo dõi. Chuyện này có nhiều tình tiết ly kỳ lắm. Mà kết luận lại thì rất là logic mới là lạ. Đó là người chống tham nhũng lại bị những kẻ tham nhũng bỏ tù thế mới điêu chứ. Hay nhỉ. Anh Hải Sơn nói thế là thế nào chứ? Người chống tham nhũng á lại bị kẻ tham nhũng bỏ tù à? Ở cái xứ này chỉ có nhà nước mới có cái quyền bỏ tù người dân chứ ai lại có chuyện ấy được. Đúng rồi, thì nhà nước mà anh Bác Cơ muốn nói tới đó. Qua sự kiện này đó là tòa án, là hội đồng xét xử của cái gọi là tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông ấy mà. Việc là như vậy, các quan chức nhà nước tỉnh này đó tham nhũng, rồi họ bị ông Trần Minh Lợi theo dõi và ông Lợi phanh phui ra. Hai anh cũng biết đó, khi mà không thể che giấu hay bịt miệng được nữa thì bắt buộc phải đem ra xử lý. Chính vì vậy mà các quan chức tỉnh này tìm cách báo thù ông Lợi. Thế nên mới ra nông nổi như hôm nay nè. Dù vậy, nhưng mà đây chỉ mới là bản án sơ thẩm thôi. Tôi tin là ông Trần Minh Lợi sẽ kháng cáo. Lúc ấy các tình tiết may ra mới được làm sáng tỏ. Tôi dự đoán là huyện bên huyện phủ bên phủ đấy. Nhưng mà công lý sẽ chẳng có ở cái nhà nước xã hội chủ nghĩa này đâu. Phần thiệt vẫn thuộc về người dân mà thôi hai anh chị ạ. Ồ, hèn chi. Nhưng mà đầu đuôi câu chuyện như thế nào mà hôm nay ông Lợi lại bị mang bản án 4 năm rưỡi tù giam vậy? Theo các thông tin tường thuật từ phiên tòa kéo dài từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 vừa rồi đó, thì vụ án này được gọi là vụ án đưa và nhận hối lộ. Ngoài ông Trần Minh Lợi còn có 7 bị can khác, gồm có nhân viên ngân hàng, nè, công an và luôn cả mấy người dân có thân nhân bị bắt vì tội đánh bài nữa. Trong ấy, đó, nhân viên ngân hàng nông thôn đã đòi 10% của số tiền 1.8 tỷ đồng, là số tiền từ nhà băng cho ông Lợi vay để làm ăn. Còn công an thì nhận hối lộ của các thân nhân chạy án bị bắt vì tội đánh bài đó. Cái điều trớ trêu ở đây là ông Trần Minh Lợi, một người có khả năng của một luật sư nhưng không hành nghề. Muốn chống tham nhũng để giúp làm sạch xã hội nên mới có cái tên là diệt giặc nội xâm là vậy. Ông rành rẽ luật pháp nên đã gài bẫy để chụp hình, thu âm và chỉ cách cho người khác chụp hình ghi âm khi đưa hối lộ để làm bằng chứng tố cáo tham nhũng. Việc làm này đã bị nhà cầm quyền địa phương trả đũa là vì vậy đó anh chị. Trách gì mà những người có quyền thế lại tham nhũng lại không báo thù ông Lợi. May mà chưa bị thủ tiêu là phước lắm đó nha. Bây giờ thì Bác Cơ mới vỡ lẽ ra là người chống tham nhũng lại bị kẻ tham nhũng bỏ tù. Thật là ngược đời. Dạ vâng anh Bác Cơ, trong vụ này đó có đến 6 luật sư tham gia bào chữa cho ông Trần Minh Lợi, nên vụ án này được rất nhiều người theo dõi. Nhưng trên thực tế tòa án nhân dân dưới chế độ cộng sản chỉ là diễn tuồng thôi, một thứ trò hề rẻ tiền. Bản án bỏ túi đã có chỉ thị từ trên đưa xuống rồi, chẳng có công lý công bằng gì hết. Thì bao nhiêu năm nay đã chứng minh cái điều ấy rồi mà, thật là chính xác mà. Bởi vậy mới nói, thiệt là chán quá cái xã hội thối nát cộng sản Việt Nam. Sao nó không chết khuất đi cho người dân nhờ?
Minh Nguyệt ơi, cả nước rủa chúng cả mấy chục năm nay mà chúng có chết đâu. Muốn chúng chết thì mọi người phải săn tay áo lên mà hành động thì may ra. Ý dụ như hết giờ rồi đó. Thôi tạm biệt nha. Hẹn kỳ tới vậy. Xin chào hai anh chị. Dạ vâng, Minh Nguyệt xin chào anh Hải Sơn và anh Bác Cơ, cùng chào quý thính giả. Bác Cơ chào chị Minh Nguyệt và anh Hải Sơn và quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi. Đáp Lời Sông Núi, anh em ta đáp lời sông núi. Ngoài sự trong sáng, năng động, tuổi trẻ còn có đức tính, nhiệt thành, dấn thân. Vì vậy, tại đất nước nào, trong thời đại nào, tuổi trẻ cũng đều được xem là giường cột của nước nhà. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc có tựa đề Tuổi trẻ và công cuộc dân chủ hóa đất nước, để nhìn rõ về vai trò của tuổi trẻ, đặc biệt là trong công cuộc chuyển đổi vận mệnh dân tộc. Qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Thưa quý thính giả, tuần báo Time của Mỹ số là ngày 13 tháng 3 năm 2017 đăng bài phóng sự do nhiều ký giả hợp soạn, tựa đề những nhà lãnh đạo thế hệ kế tiếp, Next Generation Leader. Bài viết trình bày về 10 người trẻ, hầu hết ở độ tuổi vừa tròn 30, được cho là những người khai phá, vượt thoát khỏi những giới hạn thường tình để vạch ra những hướng đi mới phục vụ nhân quần. Những người trẻ này, nam có, nữ có, thuộc nhiều quốc gia, các vùng Âu, Á, Mỹ, Phi Châu, Úc Châu, và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, thương mại, nghệ thuật, giải trí, công quyền, vân vân. Trong số 10 người này, cô Wai Wai Nu của Miến Điện, tức Myanmar, được tuần báo Time xem là nhân vật tiêu biểu trong lĩnh vực chính trị. Wai Wai Nu sinh năm 1987 trong một gia đình thuộc sắc tộc Rohingya, tiểu bang Rakhine, miền Tây Miến Điện, giáp ranh nước Đông Hồi, Bangladesh. Đây là sắc tộc theo đạo Hồi, thường bị các sắc dân khác của Miến khinh rẻ. Đầu thập niên năm 1990, để tránh bị quấy nhiễu, gia đình cô dọn lên Rangoon, thủ đô Miến Điện, lúc bấy giờ. Năm 2005, khi Wai Wai vừa tròn 18 tuổi, đang theo học luật, thì cả gia đình bị bắt trong chiến dịch càn quét của nhà cầm quyền quân phẹt. Cha cô, một đại biểu quốc hội đắc cử trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng kết quả bị nhà cầm quyền hủy bỏ, lãnh án 47 năm tù. Mẹ và ba anh chị em Wai Wai Nu bị xử mỗi người 17 năm. Tất cả đều bị nhốt trong nhà tù Incheon, một trại giam tàn ác nổi tiếng của Miến. Tháng 1 năm 2012, gia đình Wai Wai cùng với hàng trăm tù nhân chính trị khác được trả tự do trong chính sách cải tổ kinh tế và chính trị của tân tổng thống Thein Sein. Ra tù, Wai Wai tiếp tục học luật và sau khi tốt nghiệp, đã dành trọn thời gian và năng lực để tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền. Một trong những thành công ban đầu của cô là chiến dịch Bạn Tôi, My Friend, kêu gọi giới trẻ Miến Điện dùng máy điện thoại thông minh tự chụp hình với các bạn không cùng sắc tộc, tôn giáo, gốc gác và phổ biến rộng rãi chúng qua các mạng truyền thông xã hội. Mục đích của chiến dịch là xóa bỏ hố ngăn cách giữa người với người. Công tác tiêu biểu hiện nay của Wai Wai là dự án công lý cho phụ nữ, bao gồm việc cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí và giáo dục về các quyền căn bản của con người. Động lực thúc đẩy cô chú tâm đến lĩnh vực này vì đã chứng kiến và trải nghiệm những bất công mà giới phụ nữ phải gánh chịu trong thời gian 7 năm tù của cô. Không phải bỗng dưng hoặc ngẫu nhiên mà tuần báo Times chọn cô gái Miến Điện vừa tròn 30 tuổi này làm nhân vật tiêu biểu của giới trẻ trong lĩnh vực khai phá chính trị. Có thể nói, giới trẻ Miến Điện đã có những đóng góp vô cùng quan trọng cho tiến trình đòi dân chủ và nhân quyền đầy gian nan, xương máu của đất nước này. Thật vậy,
ngay cả cuộc nổi dậy lịch sử ngày 8 tháng 8 năm 1988, mà sau này người ta gọi đây là biến cố 8888, tức 4 con số 8, cũng khởi đầu như là một phong trào đấu tranh của sinh viên. Chính cái chết của sinh viên Fillmore ngày 12 tháng 3 năm 1988 kéo theo các cuộc xuống đường của sinh viên trường Đại học Nghệ thuật và Khoa học và Học viện Kỹ thuật ở thủ đô Rangoon đã mở ra cao trào đấu tranh đòi hủy bỏ chế độ quân phiệt độc tài ở Miến. Và trong số hơn 300 người bị lực lượng võ trang của nhà cầm quyền quân phiệt hạ sát trong biến cố 4 số 8 này, phần đông đều là thanh niên, sinh viên, tương tự trong số hàng chục nghìn tù nhân chính trị bị giam giữ, một phần không nhỏ thuộc thế hệ 4 số 8, tức là thành phần tuổi trẻ dấn thân sau biến cố ngày 8 tháng 8 năm 1988. Cô Wai Wai Nu đã thừa hưởng được truyền thống hào hùng của tuổi trẻ Miến Điện, và cô cũng đang truyền thụ truyền thống này cho các thế hệ đi sau. Nhiều người cho rằng công cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước Miến Điện thành công được là do bà Aung San Suu Kyi. Thế nhưng, chính vì chứng kiến cảnh hàng chục ngàn sinh viên nam nữ xuống đường, bất chấp dùi cui và cả những viên đạn bắn thẳng từ lực lượng quân Việt mà bà Suu Kyi mới tỉnh thức và quyết định tham gia tranh đấu. Thêm nữa, không những giới trẻ đã tạo hứng khởi cho người phụ nữ can trường này dấn thân tranh đấu, mà thành phần này còn là lực lượng nòng cốt yểm trợ và hậu thuẫn cho bà trong suốt quãng thời gian kéo dài hơn 20 năm. Các sự kiện trên cho thấy tầm quan trọng của tuổi trẻ Miến Điện trong công cuộc chuyển đổi vận mạng của nước này. Tuổi trẻ Việt Nam chắc chắn cũng không thua kém tuổi trẻ Miến Điện, và dân tộc Việt chúng ta cũng không thiếu những bộ óc và trái tim như của Wai Wai Nu. Trong tương lai không xa, những bộ óc và trái tim này sẽ cũng xuất hiện và kết hợp để góp phần đẩy mạnh công cuộc dân chủ hóa Việt Nam như giới trẻ Miến Điện đã từng làm. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Nguyễn Thị Trí, sinh năm 1958, bị bắt ngày 8 tháng 7 năm 2014 với bản án 3 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Mọi ý kiến thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .daplời.songnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, Cali 95161, điện thoại 408-663-9860. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ đài hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi vitac.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.